Chào anh em nhé, thì hôm nay mình lại tiếp tục vào con iWin để kiếm tiền. Tận đây thì mình cũng quay lại clip này để cùng gọi là giao lưu cách chơi với anh em luôn. Thì đối với những cái cách chơi iWin ấy, mình thường chơi ấy, thì anh em chắc cũng đã biết rất là nhiều những phương pháp chơi mình đã từng chia sẻ cho anh em trên kênh rồi. Nhiều anh em cũng có thắc mắc về những chương trình khuyến mãi ấy, thì khuyến mãi con iWin này thì mình đánh giá là nó không có nhiều khuyến mãi đâu. Nếu mà để mà nói về chuẩn khuyến mãi thì anh em chúng ta chơi những cái con ví dụ như 68 game bài này có đấy nhiều khuyến mãi, nạp lần đầu cũng lấy được 20%, nạp lần hai được thêm 10% nữa đấy, theo như mình biết là như vậy. Thì chúng ta có thể hiểu là để mà kiếm được tiền ấy, trong tất cả những cái app game đổi thưởng nó chúng ta sẽ đều phải có những nguyên tắc chung để chơi nhá. Vốn hôm nay của mình 7M, mình sẽ kiếm tầm khoảng 7M từ con sóc đĩa này. Ôi đẹp luôn đúng không? Quả này mình bắt thêm quả vị nữa thì tập xác định luôn rồi. Ngon. Mới đầu vào hoan hỉ này gọi là lãi 1M rồi. Chơi thắng thua chơi theo giai đoạn hết anh em ơi. Đấy đúng không? Đẹp ngay, tầm này anh em nghỉ được ngay. Anh em thấy không? Tiền ở ngoài ấy, để mà anh em cầm một tệp tiền ấy, thì nó sẽ rất là nhiều. Nhưng mà tiền ấy, ở trong những cái app game đổi thưởng như vậy ấy, nó không có, anh em sẽ cảm thấy không có nhiều. Bởi vì khi mà anh em chúng ta chơi theo cái trên app ấy, thì anh em sẽ bị dính một cái quả đòn là chúng ta cảm thấy đồng tiền nó rất là vô vị. Nên là việc chơi làm sao để thắng được thì nó cũng sẽ là một cái vấn đề anh em nhé. Cứ từ từ thôi, không phải vội vàng. Xem cầu, miết cầu từ từ. Mười ba mười tám bắt luôn quả lẻ đi. Úi, lại xuống 8M. Hơi hơi ngu anh em ạ, hơi ngu một chút. Đang tự nhiên lên voi giờ mà xuống chó thì đúng là cảm giác nó ê buốt chân tay lắm ấy. Địt con mẹ nó vãi lồn luôn. Đang lại 5M xuống lại 1M này. Vẫn bắt thêm quả lẻ. Lại ngon. Thế anh em liệu là anh em có nghĩ là chúng ta nên dừng hay chưa? Đúng không? Chúng ta nên dừng ở để hiện tại. Có hai sự lựa chọn cho anh em ở những cái thời điểm như này khi mà anh em thắng. Một là anh em chúng ta đã có 13M rồi, chắc chắn là được 5-6M rồi đúng không? 5M rồi. Thì bây giờ cái phần đuôi này anh em có thể lấy là 665k. Thì anh em bây giờ anh em kiếm từ 665k này lên thôi. Chúng ta không chơi theo kiểu gọi là vài M nữa. Đấy, thì ví dụ mình có thể mình vào 1-200k thôi chẳng hạn, đúng không? Mình bắt từ cái số lẻ lên để mình gây vốn. Đấy, anh em vào quả vài M mà chết người đúng không? Nên tiết chế cảm xúc anh em nhé. Chơi nhẹ nhàng. Về có bốn trắng luôn đi. Thank you.
13, 12 lại 5M. Thì giờ mình chỉ chốt thêm 2 lít thôi, sẽ về không thôi. Không cần vội vàng đâu. Được 2 lít 6 rồi. Mất anh em ạ, được đúng cái dây kia rồi. Tầm này chơi nên rén một chút anh em nhé. Chung là thắng thua ấy, thì nó cũng chỉ là một câu chuyện thôi. Nhưng mà thắng được thì kiểu gì cũng sẽ vui hơn là thua, đúng không? Thua thì ai cũng sẽ buồn. Nên là tốt nhất là anh em nên thắng hơn là cái việc là anh em thua đi nhá. Thì clip này mình sẽ dừng ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại em trong clip sau.